Lên đường. Lên đường đi đâu? Đi bắt kè. Chào cả nhà nha. Nhất Minh. Lượng nào mà mập Minh. Rồi vô đây canh cho. Con nào? Con này đi. Con này đi hả? Chắc chạy nha, hỏi biết nha. Trời ơi, dưới này mệt lắm nha Minh. Rồi chào cả nhà nha. Hôm nay đứng im đi. Bữa nay cái món này là tại cái chị mua gà nha cả nhà. Tại cái chị mua gà, tại vì bên có mua nhà, chị kia giúp bên nhà bên giúp mua 3 con gà. Mà hỏi lại thì nhà mình đang ăn chay nên không có ăn thịt gà được, nên chị nhờ bên gọng lại nuôi cho nó ngon. Đó, chứ giờ đem lên gửi lên chị thì chị cứ đông lạnh lại thì tới ngày ăn được thì nó không ngon. Nên bữa nay hai anh em mình xin thử một con, mai mốt mua gà khác đắp cho chị. Chị gửi bên mua, chị cũng gửi tiền hết đơn rồi cả nhà, nhưng mà người nhà dùng không được. Là ba anh em mình lại có con gà. Thấy gà cũng thấy ngon quá cả nhà. Rồi vô dứt nó bé ơi. Lên đường Minh đó. Lên đường. Bữa nay thì ba thầy trò mình sẽ làm con gà trống này hấp muối hột nha cả nhà. Bây giờ vô mần gà đi hái sả với lá chanh nữa. Đây là bụi sả năm xưa. Bây giờ hai anh em mình sẽ đi nhổ ít sả nha cả nhà. Sả để lót lớp dưới lấy mùi thơm, chứ để cho muối hột nó ít văng lên con gà mình hơn á thì nó sẽ bớt cái vị chát, như là nó cay mùi thơm. Khoảng chừng 20 tép được rồi béo, thì kinh hết bụi sả hết đó. Đúng rồi, trước chị thôi là ngon rồi đó mình. Chờ mấy cái lá nó đẹp đẹp đó mình. Con sả này con sẽ lấy cái này coi nè, mặt thù lù luôn này, mà cắn một cái ha còn gì bằng. Nhìn cái nè, quá trời mập luôn. Gọn ha. Ngon ha, lá xanh lè luôn. Rồi thôi, giờ ghê hái một ít lá chanh với chanh về làm chén nước muối tiêu nữa bé. Hay thì tỏ đi ngang đường ăn tỏ miếng đột lan nữa nè cái nè. Về ăn chung là tỏ miếng ăn chung. Giao hộ luôn. Lấy chanh non nha. Lấy chanh vàng đắng lắm á. Lấy chanh non mình ăn xe nó thơm á cả nhà. Còn lấy chanh già thì nó hơi đắng. Non thì nó đắng nhẹ. Đấy, quá tài luôn nè. Nói chứ đây chanh với lá chanh không thiếu. Này mấy cái tới chanh nữa, một hồi mình làm chén muối ớt. Mấy cái đọt này béo, hay mình sẽ lấy một mớ nhánh này nè, mình lót ở dưới nữa béo cho nó thơm. Thơm. Ừ. Nè, đúng rồi, tới luôn. Đúng rồi. Chào cả nhà nha. Bây giờ thì mình sẽ xử nó nha cả nhà. Mới đi hái sả với lá đầu về nè. Bây giờ thì mình sẽ cắt cái sả này ra. Cái phần lá thì mình sẽ lót ở dưới nha. Phần cọng thì kế bên con gà. Tại vì nó ở dưới, ở trên nó hơi mình có ăn gà cái mình cắn cái đầu sả. Cái cụ hũ gà, cái cụ hũ sả rất là ngon luôn. Giờ thì mình sẽ xử cái sả này trước đi. Cái này cụ sả nè, thấy ghê không? Ngon xèo. Rồi qua đây. Đây, cái này là một ít đọt lan chút xíu nữa, Binh sẽ bóp miếng gỏi để ăn chung nha cả nhà. Sáng tính là tính bóp chuối luôn á, mà kiếm không ra. Còn cái này thì một ít thì Binh sẽ sắt ra để làm tô cái chén mà nước chấm mình thay và tán cũng được, phải có lá chanh vô cho nó thơm thơm nha cả nhà. Còn một ít thì Binh sẽ bỏ ở dưới này. Còn cái này là tỏi ớt với những cái gia vị mà Binh sắp bỏ nhét vô con gà nè. Một tí tỏi ớt rồi củ hành nữa. Đây con gà của hai anh em mình, con gà này chắc tầm khoảng 2 kg á, rồi mặn xong chắc còn khoảng 1,5 kg cả nhà. Bây giờ thì Binh sẽ cho gia vị hết vô cái chén gia vị của Binh chuẩn bị nha cả nhà. Cái này hành tím với tỏi với ớt, ăn nhẹ miếng đường vô nha. Cái này mình ướp sơ sơ thôi, quan trọng là cái chén nước chấm của mình á. Ngon hay dở là nhờ cái chén nước chấm á. Cái này mình ướp chút gia vị giống như cho nó bớt cái mùi gà đi thôi cả nha. Lên cho nó tan cái đây. Một con gà tống cho mày vào. Đây là chân gà rồi, cho vô luôn nha cái nha. Rồi chén gia vị hồi nãy bên ấy xong rồi, cho mày vào. Rồi chưa luôn.
Đây, này là củ hành. Rồi mà vô luôn. Cái này là món gột của béo không nè. Đó nữa nè. Đấy. Ớt xanh nha cái nè. Hay phải tới ớt đỏ nữa. Rồi cộng lên. Mình dùng gột luôn. Đúng, đúng. Rồi tắm hết. Giờ mình test cho nó thấm gia vị ở ngoài cái đi ha cái nhà, cái bắt đầu cái còn mà phần gia vị rất là cái mình ôm nó cái mình vô tỏi chả thôi cho nó thấm cho tao. Đưa lên. Cái này thì nhiệt độ nó cao lắm. Cho hết vô gia vị đồ hồi nó sẽ thấm vô cái nhà. Dạo hơi lật nhẹ nhẹ mà lại giờ mình sẽ cho một ít bột nghệ lên nha cái nhà. Hả? Dạ còn sống. Không phải nó lắc đầu là ngon quá. Đúng rồi còn sống mà. Sống mới lắc đầu. À, hết được cái phần da nó ngoài nha cái nhà thì hơi nó sẽ vàng ươm lên cho nó qua bên đi cái nhà. Bây giờ mình sẽ xử tới phần muối hột nha để làm cái ổ cho nó leo vô mới được. Ok nó lộn. Giờ mình sẽ xử cái phần muối hột này nha cái nhà. Cái phần muối hột này mình sẽ gian sơ cái bài này hồi lúc trước có anh chỉ mà mình không nhớ. Cũng như mình rang sơ cho cái nước muối hột á nó sẽ khô bớt thì con gà của mình nó sẽ bớt cái vị chát đi tại vì cái hơi mặn á cả nhà. Chưa tới tơ năm bịch này hết 25.000 rồi đó. Rồi bốn bịch. Bốn bịch thôi. Mà thấy nó cũng đầy đầy quá không phải. Ừ. Mình sẽ gan nhẹ nó khô bớt cái nước nhìn nó sẽ gáo qua này ha. Ừ, gáo gáo lại bớt á giống như cái mình hấp nó sẽ cái hơi muối hột nó ra phải không. Ừ. Thì nó sẽ làm con gà mình nó hơi chát vậy thì hơi cực hơn xíu. Mình sẽ cho chả vô nha cái nè lá chả 5.5. Con gà mình nó bay lớn, mình canh theo nó mới được. Gà canh thu đao quá vậy ta. Có gà gì củ xả. Làm giờ làm giống cái ổ con gà quá. Mốt đi sinh tồn làm ổ cho nghe nha. Ok. Có hay không mình? Hay luôn. Hay. Sắp tới ngày đó rồi đó. Nó hay có chừa lại chưa? Có rồi. Chừa vài lá ha. Mấy cái của mình đi hái nữa. Sao lo được. Đúng. Đây là cái này. Thì rớt nha. Rớt chứ. Rớt thôi. Gà nằm đưa cái cổ giống gà chết rồi. Ừ, cái tay còn sống quá. Còn sống rồi. Giờ nó nằm giống gà ngủ rồi đó. Trời. Nó lên, chát vô cho cái này xem. Đó, con gà cứ ngay ngay nhìn cái này. Đây, một chút xíu nữa thì nó sẽ bay hơi hay đã bên đóng nó kỹ á cái nhà. Cho nó sẽ hầm lại. Ok. Con này đóng nắp dằn hết trời luôn. Muối nè. Bột ngọt nè. Đường nè. Mọi cái mình bỏ bằng muỗng chút xíu nữa mình nêm lại. Ớt nè. Ớt xanh, ớt đỏ. Chị không có cái chè đâm tiêu. Chèm sơ. Đâm nó ra nè. Cho nước chanh vô nha cái nha. Nè có bỏ miếng đường vô cho nó lên nước. Để cho nó tan hết nè. Cái nước chấm mà ngon nhất á là cái nhà khoai quậy cho nó tan hết. Cái này là cái gì béo? Chanh hay khá hàng hơi nhiều hen hơi nhiều không sao đâu cái này gì béo
Tiêu. Tiêu luôn. Đúng ra là phải chừa lại miếng lá chanh. Gắt lên con gà. Hay gắt lên con gà. Không, vậy hay là mình sẽ kẹp với nó thôi. Gạo lan. Gạo này lan này cho dê ăn. Đây là hai con dê, Vinh là tuổi con dê. Cộng lên ăn cho đỡ ngán nè cả nhà. Gạo lan cộng gỏi ăn rất là ngon cả nhà ơi. Mai mốt làm thử một lần nha. 8-10 gạo muống, nhưng mà ăn gạo lan thì bụng nó chắc hơn cái gạo muống á. Thôi gạo muống ăn đọt không à, em cũng sợ. Được. Như đây là 3 hay to rồi. Dư xích. Này bóp nhẹ nhẹ nha, đừng bóp nát quá nha. Cái nát ra thì gạo lan nó rất là nhớt. Nói gì nói cũng phải thăm nó một cái nha. Chứ không có chơi ấy được. Thả nắm sau nghe coi. Ô. Nhìn hơi thơm. Nó cũng hơi mềm mềm mà nhà béo. Thiếu nữa đi hen. Thiếu nữa cho chắc nha. Mình lên đỏ. Ngon ngon ngon. Ngon hả? Họt ngay đùi ngay đây hay. Đùi dưới đúng đúng. Đúng không? Còn xíu nữa đi. Xíu nữa cho chắc. Rồi. Để em lại. Ơi nó thơm. Nghe mùi giống như có lá xả giống như mùi sông ha. Nãy hai kêu phải thay rồi. Để xe không chịu không chứ. Lấy cái mền ra hả? Lấy mền ra, mình trước tiên là mở ba thằng xong xong đi rồi vô mình ăn sao? Chắc vô bị cúm gà luôn. Trời ơi. Ui. Rồi nó quẹo qua bên được cả nhà ơi. Đâm cái này ơi. Đâm cái này hả? Đâm cái này. Đâm cái này với cái kia là lâu lắm rồi đó. Sao? Hai nghĩ là được rồi á. Rồi hen gọi thì ra dứt. Nó nổ quá trời luôn rồi cả nhà ơi. Hơi nhớ túm đít nó lại nha. Cái vậy nắm cái giò ra được không? Nóng hay. Không quen cũng nóng lắm á. Ôi cái nhà cậu nè nó vàng tươi luôn. Nhưng mà một ít màu đều sẽ làm cho cái món ăn mình nó hấp dẫn hơn nữa cả nhà. Hồ nghệ hay. Ủa hồ nghệ. Bây giờ cho nó ra đi rồi mình xử sao cả nhà ơi. Cắp mấy cái kia ra cái nữa. Ui. Gà nằm lật khu. Cái này kêu khó. Ôi ôi. Ôi. Đúng rồi, cái muối hột nó nóng dữ tời ha ha. Cái này coi nè. Cho mình vô đây. Chảy miếng rồi. Chắc, cái đồ đại nha bé. Ok. Ủa. Ý, trời ơi. Thịt gà vô nữa thì còn gì bà. Cái này là không phải là máu nha cả nhà. Chỉ là cái này không có hột nó nói vậy á. Cái máu tươi nó khác, còn cái máu mà máu nó ứ lông gà nó lại khác. Chứ gà này là chín luôn. Có miếng màu vô nữa nhìn cái rất là hấp dẫn không? Ừ. Xé hình con gà luôn. Còn nóng gà. Còn nóng chịu khó mình xé về cái nhà ăn thì cái món ăn của mình nó nóng nó ngon hơn. Xé đại bồ bự nha. Thêm cầm trước cho nó ngon. Vàng tươi luôn cả nhà ơi. Cái nhà là nhà bầu nghệ nha. Đèn gà hấp muối hột của hai anh em mình đã xé xong. Thôi mời cả nhà cùng hai anh em mình nha. Mời cả nhà. Ba anh em chứ. Quên ai có cô Minh mà quên nữa. Rồi thoải mái nha. Mình hơi còn uống nước lọc đi. Con uống trà đường đi. Hai chú vậy làm vậy miếng cho nó thấm bên giọng coi. Cái này anh Cường điện cái tổ ơi làm mấy món ăn mà ít nhiều gì cũng phải một lon mới được. Làm cho nó cứ như vậy cho nó dễ. Bia lắc xe nha. Bia lắc xe nha. Bia lắc xe nha cái nhà. Rồi vô mời cái nhà nha. Rồi vô. Đi chị đi. Chị không nổi rồi. Ăn thịt gà đi. Ăn gà đi. Vô hai.
Trời, cảm ơn bé nhiều. Nè Minh, gấp lại đi con. Dạ. Nè, con ăn cái đùi không? Cho cái đùi luôn nè. Ừ. Xin nha. Béo, dưới cái đùi luôn đi béo. Ngọt, ngon quá. Dưới cái đùi luôn đi. Nè, cái này đi, cái cầm cái xước đi, hay đâu xước được đâu. Ừ. Hay ăn cái đoạn dưới cho. Ừ. Chấm ạ. Rồi. Này. Nó chảy nè. Hơi nhiều. Thoải mái, thoải mái. Chưa rồi. Nó có bị chát hay gì không hay hay ha anh em? Không là ngọt ha. Nó có bị chát nhẹ nhẹ có muối mùi muối không? Có. Có mùi nó hơi nhẹ nhẹ không? Ừ. Thế hay nói tại vì cái lúc mà nãy hay có mà gan lại á, nhiều khi mùi muối á, không biết nó dính nhiều hết á. Tại vì lúc trước hay có làm một lần rồi. Hơi cái mùi nhẹ hiểu à. Đúng rồi, hơi cái mùi nhẹ. Ừ. Thôi giờ không có hỏi được, hai anh em ăn pin không có hỏi đâu. Bóc củ hành. Nhà không có bị chát, nó không có bị chát cái mùi muối phải không? Không. Tại vì lúc đó hồi trước Bin cứ hấp một con cái nhà muối mà Bin bỏ vô nó hơi cứ bị chát chát cái hơi muối nó hơi nặng hơi nhiều á nên nó hơi chát cái nhà có mùi muối nhờ nè. Đây con gà hấp cua hộp của Bin lần này là khá thành công nha cả nhà, tại vì nó không còn cái mùi chát mùi ấy của muối nữa. Gấp trong miếng trong đây đi. Cái này là đúng là phải xé, cầm xé nó mới ngon. Miếng thịt. Củ hành của tỏi ngon quá. Nó vị thấm luôn. lâu lắm rồi hay mình mới ăn gà lại béo. Hôm nay tại chị nè. Cái tên chị tên tiếng Anh nên Bin không có nhớ, không biết chị tên gì. Chị đặt, kêu Bin đặt gà giùm. Cái cách này là cách em cộng gà lại là ngon nhất á. Bây giờ em ăn thịt nó rồi, mai mốt em bắt con gà khác. Gà miếng tỏi. Xả đồ á, có đầy đủ luôn á. Hồi nãy cũng dở quá. Biết mình cầm máy quay mà không biết mấy cục nhỏ ra để mình thử. Ừ. Cái cục bự không à. Ừ. Dạ, nước chấm mà mình bỏ miếng chanh vô nó thơm vậy ha. Ừ. Nó dính vô miếng ấy cái nhà. Xả rất là thơm luôn. Thấy mình nam mình ớt ai bỏ lá chanh luôn. Thấy hồi đó mình làm nè, thấy nó ở miền Bắc á. Ừ. Hồi lúc nào cũng hay sắc miếng lá chanh bỏ vô chứ. Mưa ớt. Ừ, bữa nay thành công con gà này, nó không có bị chát, nó không bị chát cái vị muối. Lần trước là cái muối tươi hay để vô luôn à. Trong thời gian mà nó xong một cái đùi. Tôi chào bá luôn. Hiểu ta? Xong rồi nè, bị nhúng xong rồi nè. Trong thời gian mình rang cái muối nó nóng lên nữa cả nhà, bắt đầu cái nó cái hơi muối nó ra, nó bị chát. Cái này không phải là nó đỏ đỏ là đúng á, tại vì hấp mà có mấy anh hay làm á thấy nó còn hồng luôn á. Sao em trúng đạn à? Sao cái đầu này nó mặn muốn chết như vậy. Vậy là cắm với muối rồi. Ê ăn luôn bóp tay rồi. Gắp chứ, mẹo chứ. Chứ vậy sao gắp được. Ừ. Kèm gạo lang. Chỉ gọi gạo làng, ăn cho nó đứt bớt ngán. Vô bếp. Vô rồi thôi. Không muốn vô à? Vô. Cô uống tà đường đi. Rồi đã. Mát liền. Uống ít thôi, cho món ăn nó ngon. Đẹp dễ tiêu. Đẹp, cho nó dễ tiêu. Tôi với cây cánh nè. Ừ, đúng rồi, quên mấy khúc cánh hồi nãy cầm máy là dễ ăn cánh nhất nè. Cái nha.
Chị chờ cái cánh tôi gác một tí bột nghệ lên cái da gà giống như gà mái dầu vậy hay béo. Ừ. Nó vàng vàng lên này nhìn nó rất là hấp dẫn luôn đó nha. Nhìn này giống như gà mái. Ừ. Nghĩ là đóng luôn. Nó rất là mềm luôn, nó chín hết toàn phần. Không, nó thơm cái mùi xả, xả này với bé chanh. Củ hành củ tỏi nữa. Thấu cho vậy luôn không? Câu này thành công. Đó làm chát cái bà không? Ăn vô thì nó chát. Nhưng mà miếng tông nó ngọt mà miếng ngoài thì nó chát. Dạ, đúng sách ha. Không nuối là phải ngày gan muối tướng ha. Gan muối tướng mới được. Hai ba hai tàu mình ăn hết gà không? Gà bự cũng chết à. Gà mần lại chứ còn khoảng ký 6 ký 7 cái nha. Cái tầm đó đó. Ăn cổ đi. Đầu đi. Ăn cái đầu xong có quay đầu không? Quay đầu con nào cứ chén. Quay đầu con nào cứ chén hả? Quay đầu con nào cứ chén với thằng nào nhỏ uống đi hả? Nước chấm cài không? Ừ, nước chấm cài cái nha. Tới luôn mọi người. Gà nó cái vị ngọt quá. Ngọt ngọt gà. Con này mà được gà tre mà được hai ba con rất ngon. Vậy mốt cái mốt đi lâu lâu phải chừng 3-4 tháng khao làm yên con ba con gà tre hấm học ba toàn ngồi trước. Được không? Được. Đứa nào mà mai mốt mình chơi lớn luôn, đứa nào không được tám thiền gà tre luôn. Vậy mình mới có mập nổi. Đúng. Chừng ba con có gà không? Đó. Hôm qua con có gà không? Không. Đúng rồi. Thằng gì vậy? Thiếu một tay. Muốn ăn cái ốc mà giờ không có cắn được rồi sao? Nó cỡ cắn được. Thôi để đi. Chút xíu tính nữa sao? Dạ thật đi. Dạ thật đi. Cạp xương. Cho hết rồi. Cho ăn. Vô anh. Cho thấm đậm cái rồi ăn tiếp. Vô. Còn không cho ăn lon coi. À, phải làm mới sướng xuống mới được. Uống hơi về ngủ luôn, khỏi làm clip luôn. Được. Trời. Tối làm tiếp, tối làm sao? Ôi rồi, đã còn sống. Nãy hả? Cẩn thận. Miếng xương này bự quá. Đúng là gà cái này ở xương cạp xương nó mới xuống. Gà hấp kiểu này mới ngon chứ hấp mà hấp nước ngon rồi. Hấp ra chứ bằng luộc. Ừ, hấp ra thịt xâm xì. Đúng rồi. Chắc nó xuống cũng 3-4 phần xuống nước à. Ừ. Cái nước ngọt của gà. Ví dụ gà luộc đó nấu cháo rồi lấy cái nước nấu cháo rồi còn đúng rồi ngọt hơn. Nhưng mà thời gian nghĩ này nó lâu hơn cái kia. Dạ đúng rồi. Đúng không? Để cái khác hấp à. Hấp cách thủy cũng không mặn. Chú có hơi nước lên hả? Đúng. Hấp muối thì mới ngon. Nhưng mà hơi chật. Ừ. Kể cả con cá cũng vậy nữa. Ừ. Bữa hai có hấp muối hộp với Khai ăn lần phải không ta? Nướng muối hộp à? Đó. Mấy bóp mà Khai có được mấy con cá mà hôm bữa mình chài là dính cái gì ta? Cái gì? Cá lau kiến hả? Không phải, con cá mà mình ăn cái đói mà dính con cái gì? Kiểm. Cá hành. Cá hành. Cá hành. Ừ. Khai kiếm đi hấp muối hộp nè. Cá lấy nguyên da hấp muối hộp luôn. Cá có nước về biển mới kiếm được thôi. Ngon. Này cũng hơi hiếm á. Cặp miếng lá chanh ăn nổi với gà luôn vậy. Ừ.
miếng bự quá. Để lại miếng này. Ừ, nhảy quá nhảy luôn. Hồi nãy củ tỏi cũng nhiều lắm mà ta. Em nhảy cũng hết rồi. Nhưng á, nãy thấy cây nhảy mình mở vô một chén tỏi một chén hành luôn á. Hai tỏi này cũng dữ quá. Nó mềm từ tâm ra ngoài luôn á. Nó không còn gai giống như nồi đó làm để hầm đi hầm là nó áp sức nấu chết thì cái muối hột làm tăng nhiệt độ lên mà béo. Mình làm nồi hết muối em nhớ là mình rắc cái bia á bỏ muối hột vô á đủ thì nó lạnh nhanh hơn. Tỏ ruột mình. Tỏ luôn á. À. Được mà tắng. Có bia nào người ta sản xuất bia ngọt không? Đắng quá. Có chứ. Cái gì trong bô gì đó, ngọt không? Trong bao. Số bô gô. Trong bô. Trong bô. Không biết. Không biết bia. Lên củ hành tỏi nè, ok, củ sả nè. Củ hành củ sả lấy mấy cây đừng, này đừng ăn mấy củ này nè. Rau sáu gà sáu gà ngọt. Ngon không béo. Dạo này răng bị yếu quá. Trắng đau quá. Lâu lâu nó bị một lần ha. Cũng như bị buốt á phải không? Bị núm, bị nú nữa. Thì mới đã nè. Ngon. Thôi không rồi mới ăn thịt gà, mới ăn con gà tới bến luôn á. Chào bá luôn. Chào mấy ta. Miếng xương này bự quá. Thôi chút xíu kẹp sao đi, kẹp ông cậu ơi. Ồ, mình biết ăn rau lan luôn. Thêm con dê nữa. Con tổ gì mình? Tưởng chắn. Cái này nó thơm. Rồi thằng Minh nó gài. Cái con gài. Hẹn gà lên con. Trời nha, để con mà gài chú cái gì á, mình hốt chú gài là mặn cho luôn á. Có gài gì đâu. Tất mẹ sẵn mai cắn thôi vậy. Tôi cắn hả anh? Ai cắn đâu em chứ, cắn em chứ. Cái gì vậy? Cắn cho người ta cây chơi đó. Vô bé. Vô ha. Trời ơi trời hết rồi. Vô. Nữa không? Miếng thôi. Mình ra có đồ cùng nuôi với hai không? Con lóng rồi nó xuống xuống. Rồi. Thôi luôn. Vô không anh? Nó xuống mới ăn được nhiều nè. Vô gì nó còn miếng não rồi nó vô. Cũng từ tốn thôi. À, đấy. Đâu một lòng này kết thúc. Nhưng mà là lúc phải đi giao lưu với anh em mình phải uống. Uống chứ. Phải uống. Cái đó bắt buộc uống. Chúng ta xuống là chơi vui với mấy anh em á, cũng nhìn qua lại rồi chơi vui. Nhưng mà thật sự là hai anh em mình nhậu được chứ không phải là nhậu. Nhưng mà tại ở nhà coi nghề công việc nữa ở nhà rồi làm á. Thời tiết nắng nóng á rồi cũng như nó mệt trong người dữ lắm. Rồi uống ở đó vô nó xỉn về không có vợ con công việc nữa không ra.
chứ ngày nào mà xác định mà nhậu thì nhậu được, em nhậu được. Bữa về Long An cũng làm một mớ chứ đi đây đó là xác định là nhậu xong ngủ không à? Ừ, đúng rồi. Thầy ơi, hôm bữa xuống Bình Đại xuống mới đi bắt cua cũng làm, mình cũng làm 6 lon, béo làm cũng 3 lon á. Tại vì hai anh em đi xe á, trừ người cầm tài cái nha. Rồi như ông An, hôm nay thì bác Bảy, tao không lên à. Tao không, con cháu lên tao nhậu một bữa. Uống hết mấy lon mà chú bác Bảy còn cái ginh thùng nữa. Bác Bảy với một anh nữa với Bình với Béo làm hết luôn 8 lon. Người 8 lon, còn khúc đầu còn mấy lon lê gai nữa, tính ra tổ nó uống khá khá. Xong rồi vẻo luôn, lửa luôn. Mình nhậu mình ngủ, mình thích để mình ngủ mà tại vì mình tỉnh mình mới về, tại mình tỉnh mình về chứ tại đi đây đó là chỉ là công việc đi làm rồi đi quay thôi, chứ ở nhà còn công việc nhà nữa nên không uống. Giao lan này cũng bắt, hai ăn giao lan này hay nhớ chị Hồng, đó món là chồng chị à. Giao lan hai ăn á, nhà ăn sống rất là nhiều nhưng mà hai chưa bao giờ tông gọi. Hồi đó chị hỏi, chị chỉ hai á, giao lan nè, cứ mở một cái quán sân vườn hay gì đó, cưng trồng giao lan, cưng làm con gà luộc, cưng xé trộn gỏi giao lan. Chị anh mất lại cái chị mấy năm rồi, khoảng năm mấy hai năm nay. Hồi đó chị cũng thương lắm, chị giúp đỡ nhiều. Thôi đó chứ giao gì ăn cũng, nói chung giao gì cũng ăn được. Mà hôm qua có cái mẹt mà giao cây mầm, trời ơi nó ngon. Nói đó giờ khai đâu trong gỏi đó hả? Hồi đó có mà cũng như là lâu rồi. Nói chung cũng ăn cũng ngon, biết là ngon rồi nhưng mà nói chung là mình không có để ý tới quên, nữa. Quên mình chịu không? Chứ là mình cũng làm biến cái kiểu làm biến này, hiểu không? Giống như có á, chấm gian thôi chứ không có gỏi đúng không? Đúng, đúng. Hồi lúc đó có ăn một lần rồi. Ngon lắm. Trời ơi. Hôm qua rồi. Không lẽ ăn mà dành lộn với anh hai luôn thiệt chứ. Hay nó gấp mà đi rồi nói. Ngon, thấy ghê luôn á. Nhẹ nhẹ đổ trời hai miếng hay tại hai đây còn có miếng gạo à. Tại giờ đó Bình cũng hay bóp gạo đó ăn lắm đó nha. Ngon lắm. Nên mình la hồi nhẹ nhẹ trời miếng tại hai đây còn miếng à. Biết sao không, tại hồi tối á béo gạo béo sạch. Béo sạch gạo á, tuốt không à, nên hai đây không có ăn được nữa. Tại chứ mấy gái thì cũng được. Tại vì sao, với con ốc sên nó uống nhiều quá. Rồi bắt đầu cái pha của mình sạch nhỏ, em sạch, em canh, em sạch. Sạch là chủ yếu sạch cái bầu đồ á, rồi bắt đầu sạch mấy ốc sên luôn. Chứ để đuổi gà quá không? Nó đuổi, nó đang đuổi luôn á. Bởi vậy bên hai cái quay lại con ốc á, bốc có mà cứ tàn dao đuổi hưởng ốc. Thôi cái này hai anh em mà chút xíu nữa nha, để nói chuyện hồi cái nhà chà lâu à. Rồi, chào mấy nha. Bye bye. Chút xíu tiếp.